Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đó là ngôi chùa Ngọc Bổ Hương. Chùa Ngọc Bổ Hương thì tọa lạc tại số 48 xẹt 471 khu phố Thông Trưởi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thì chùa do cư sĩ, hiền sĩ thế danh là Nguyễn Hữu Thành sáng lập năm 1970. Ban đầu thì chỉ là một am nhỏ đơn sơ, vừa là nơi tu thiền, vừa là nơi sinh hoạt. Năm 1972 thì được sự đóng góp của một số thầy Phật tử, ngôi am được trùng tu khang trang hơn. Đến năm 1974 thì ngôi am lại được trùng tu một lần nữa, và sau lần trùng tu này ngôi am được đặt tên hiệu là Phật đường Ngọc Phú Hương. Sau ngày giải phóng miền Nam thì cư sĩ hiền sĩ trở về Sài Gòn và giao Phật đường Ngọc Phú Hương lại cho thầy Thiện Hòa. Năm 1978 thì thầy Thiện Hòa lên đường chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam. Thì chùa không còn ai trông coi. Đến năm 1980 thì cư sĩ Diệu Thanh, thế danh đó là Nguyễn Thị Chính, và thầy Minh Đăng là đệ tử của Hòa Thượng Bổn Châu được cử đến trông coi chùa Ngọc Bổ Hương. Hai vị đã vận động Phật tử khắp nơi đóng góp công đức xây dựng chùa Ngọc Bổ Hương có được dáng vẻ uy nghiêm, khang trang như ngày nay. Và ngày 31 tháng 5 2013 thì Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang đã bổ nhiệm Đại đức Thích Chí Dũng chính thức trụ trì chùa Ngọc Bổ Hương cho đến nay. Mọi người có thể khi mà muốn đi đến ngôi chùa thì ở đây mình có để địa chỉ Google Maps nằm ở phía dưới, thì các bạn cứ nhấp vào đó để mà tra cứu và đi. Ở đây thì địa chỉ mình bắt đầu từ cổng tam quan của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Thì nếu mà các bạn ở các tỉnh khác muốn đi thì chúng ta cứ bắt đầu từ tỉnh mình và nhấp tới Google Maps tới cổng tam quan, thì từ cổng tam quan thì các bạn sẽ đi sẽ tới ngôi chùa. Thì ở đây mình chỉ giới thiệu một cái địa chỉ thôi nhé, để cho mọi người tiện đi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái kênh của mình, mà nếu mà thấy hay thì mong mọi người đăng ký kênh, subscribe, comment, like kênh của mình nhé. Và nếu mà muốn mình làm thêm một ngôi chùa nào thì các bạn cứ comment ở dưới. Nếu có thời gian thì mình sẽ thực hiện để cho mọi người tiện theo dõi luôn ạ. Cảm ơn mọi người.